Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bô Đô. Bình luận viên tào lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Bô Lô Tô Ly. Đây là sân thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, giải bóng bốn mừng xuân của Nguyễn Đức Thịnh. Đi trước màn hình kính là tem của nhà trọ Như Ý, nòng cốt của anh em cao lãnh Việt Khai Ca Tư, Kha, Minh Sang, Nhật Bảo và Thịnh truyền hai. Còn bên kia là tem của hai đầu đến từ Tân Hưng, Bích La 3 lít rượu đây. Bình Minh mang tên em Dương Đầu Vàng Thanh Hoài. Một pha dột móc ra ngoài. Các bạn hãy thông cảm cho trọng tài đi. Trọng tài có một mình làm việc từ sáng tới chiều. 2-1. Một pha bài biên quen thuộc của Thịnh cho Kha. 2-2. Và kết thúc rồi của Bình Minh. Đỡ hả? 3-2. Ba đều. Chơi được mà không muốn chơi thôi, chơi đủ rồi nữa. Và kết thúc tốt của Bình Minh. 4-3. Buôn bay. Đáng tiếc cho Dương Đầu Vàng đánh bóng ra ngoài. 4-4. Buôn. Bảo lại phát bóng ra ngoài. 5-4. Sao bốn. Bảy bốn. Xin hỏi ấy rồi. Đây là hai chai nóng và lạnh. Để làm quảng cáo suốt, quảng cáo mãi. Toàn là nó vô xịt không. Nhất là thằng Khang 2m2. Xịt không tốn tiền. Xịt tờ lô học vô. Xịt cái chai hết luôn rồi. Mà không có mua. Xịt không à. 135.000 một chai. Lắc hết kêu luôn rồi. Bảy bốn. Một pha quá ghê của Việt Khai Ca Tư. Khoảng 2 mét thôi các bạn à. Quá ghê. Một pha quá đẹp. Năm bảy. Wow.
một pha quá kinh nghiệm vừa rồi của Bình Minh 8 năm, một pha đầy kinh nghiệm vừa rồi của Bình Minh 8 năm. Chín năm. Sáu chân. Sao xử lý hay rồi của Minh Sang 7-9. Chắc điểm vô. Quá hay, quá hay, phản công cho Minh Sang 8-9. Anh Hưng tụi tội thủ ghê quá. Vài pha phòng thủ quay của hai bên. Hiện tại kênh Đại Lâm được 200.000 sub rồi nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành, ủng hộ, theo dõi kênh Đại Lâm. Tám chân. Mười tám. Dính tài xấu á. Ông năm cái sạc. Năm cái sạc. Mười một chín. Một tám một chín hả? Mười một tám. Thanh Hoài phá bóng không vào lưới 9-11. Đụng má vậy bồ kia không lấy bỏ bồ. Đáng tiếc cho Kha pha bóng vừa rồi các bạn à. Sau một pha dục bóng ra ngoài luôn. Đáng tiếc một pha xử lý vừa rồi của Kha. 12 chân. Mười ba chân. Thua cho bàn phản công là nè, giỏi điểm rồi lên. Mười ba chân.
10-13. Mười một mười ba. Các bạn không có khiêu khích nha. Mười bốn mười hai. Mười ba mười bốn. Bóng ra ngoài của Bảo Duy Đăng Tiết Bình Minh đã chạm lưới. 13-14. Hai trái penalty cho team của Hai Đồng. Mười bốn đều không. 14 đều không. Quá hay. 14 đều. Đây là các cổ động viên quá tuyệt vời. Đây là nhóm cổ động viên quá tuyệt vời. Nhóm cổ động viên quá tuyệt vời đây. 14 đều. 14 đều. Mười lăm mười bốn, xin chúc mừng team Hai Đầu đã vào chung kết. Team Hai Đầu đã vào chung kết gặp team của Nguyễn Sơn Tháp Mười, Khang 22, Đăng Mơm, Phong Liêu, Linh 55, Lưng Cao và Bình An. Yeah.